Thưa sư phụ, Atula thiện và Atula ác có phải là hai tầng trời khác nhau không hay là cùng? Họ cũng cùng sống chung. Hiện giờ chúng ta cũng có Atula ngồi đây nè. Chúng ta cũng đang sống với Atula. Là bà trần lửa nhà mình đó. Đó là Atula đầu thai. Thiệt chứ bộ. Hoặc thằng em của mình nó cũng là Atula đầu thai chung trong nhà. Trong loài thú chú nó thiệt hay giỡn nha. Một đàn chó cũng vậy, nó vừa đẻ ra trong đó cũng có Atula. Cũng có con chó hiện chó dữ đúng không? Hãy giữ là Atula. Trong chùa cũng có Atula vậy. Trong chùa cũng có dạ so nữa. Dạ so cũng là một loại quỷ. Mấy thầy đa số thầy này dạ so. Thù coi cốt, thù biết. Thì họ cũng là chung giống ta. Coi đây coi mặt đứa nào giống Atula ta. Chưa thấy có ông. Ông nãy đâu ta? Ông mà dở cái nón ra không có cái tóc ha. Chính không có còn dữ lắm mà Atula nó khoái nhất là một thứ mà nó khoái là đa số là chúng khoái gì không biết không, khoái gái đẹp. Gái Atula đẹp lắm mà thì Atula có thiệt đang sống chung như chúng ta. Những người mình gặp ngoài đường á, mà họ rất là hung dữ, gọi là hung dữ một cách vô cớ là cũng lạ tôi là. Trên trời họ cũng đông, rồi họ cũng đi chiến đấu với thượng đế, con của thượng đế, rồi họ cũng bị sư phụ chém thì cái thân hồn của họ sẽ được tái sanh xuống cõi thấp hơn. Hoặc là nếu mà họ chết anh hùng thì họ xin đầu quân qua phía bên chánh, tức là làm thiên tướng, cứ nhảy qua nhảy về. Còn giống như thiên tướng, giống như ông Maipen đang là đúng, tự nhiên phản 100 thành Atula, tức là giống như bàn tay chúng ta vậy. Phật quỷ đúng không? Trên năm thứ ác nó lật xuống, lật chìm xuống, trùm khăn, tuổi giàu có 11 nhà giàu nhất thế giới. Rồi Bú Liềm hiện giờ còn có Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam với Cuba. Rồi có phe trùm khăn và phe khủng bố. Rồi tức là năm cái ác. Thì khi năm cái ác nó cũng là Atula. Rồi trong Quốc hội Mỹ mấy cái thằng mà dán nhãn trong ông Trump mà kiếm chuyện ổng tối ngày đó cũng là Atula. Khi tụi nó đi cùng lực. Đó là tại sao á là còn về mặt đời rồi Mỹ là tự do, Việt Nam Tàu rồi nè, tại sao ông Biden ông lại thích Trung Cộng, mà tại sao ông Trump lại ghét Trung Cộng? Tại Trung Cộng nó là Atula, nó là quỷ, nó tính theo cái thần hồn chứ không có tính theo cái danh từ của thế gian, gọi là nước tự do, nước cộng sản, mấy cái đó chỉ nhãn hiệu thôi. Mà khi nó đi thì điên lực thì tất cả trắng hết. Nước Mỹ sau này Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nước Việt sau này cũng thay đổi thì nó cùng với một cái thể chế hiền từ thì tự nhiên được quốc tế thừa nhận. Khi mà nước Việt mình nó có 6 triệu chim hiền, tức là chất xám 6 triệu người khắp hải ngoại, rồi cộng lại với mình có một cái cách làm ăn rất là dễ dãi, không có hố lộ nữa, thì thiếu gì quốc tế, họ cần mình mà. Họ cần mình hơn là mình cần họ. Nước Việt sau này thế giới cần nước Việt hơn là nước Việt cần thế giới nha. Là gì? Thứ nhất, nó mang mấy cái con di mạch, mấy cái điện thoại này sản xuất bên Việt Nam. Thứ nhất là nó biết nước mình là thật thà, không có đi ăn cắp bản quyền như kiểu Trung Cộng. Là nó khoái rồi. Và đồng thời cái bàn tay nhỏ bé của chúng ta làm mấy cái này rất là tinh xảo, rất là dễ. Thì con nghĩ nước mình đô la mà trên trời nó rớt xuống.
con lấy thúng mà đi đựng mỗi ngày, không có cần phải đi sanh đẻ bên Đài Loan giùm hay là đi lao động quốc tế nữa. Đó là sự thật. Chỉ cần chúng ta thật thà thôi là nước chúng ta giàu rồi. Chỉ cần những sau này những đứa hồi thiên á, biết sợ nhân quả, tức là biết ăn một đồng hối lộ thì cũng ói ra 1 triệu đồng á. Con thấy bao nhiêu mấy đảng viên ăn hối lộ có ông nào sống sung sướng đâu. Thì chúng ta như vậy, chỉ cần không ăn hối lộ thật thà là nước Việt giàu rồi. Không có cần cái đầu của con của ông trời nữa, cũng không cần bề trên giúp nữa. Tôi nói thiệt á, là đã giàu rồi. Huống hồ gì nó ok, người dở làm chuyện dở. Cái dở nhất là mấy con thấy không, cái ghế, cái bàn, đôi muỗng, chiếc nũa, đũa, cái đó dễ làm. Thì người nước mình mà sản xuất, đem qua Mỹ bán cho Costco hay Walmart thử. Ở nước mình nhỏ bé, dễ nuôi 100 triệu lắm. Thường nói 3 năm là hơi lâu á. Có thể 2 năm thôi nước mình giàu rồi. Muôn trùng, nhưng mà quan trọng nhất phải đoàn kết. Mà còn đánh với nhau, hải ngoại đánh quốc nội, quốc gia ghét cộng sản cứ qua lợi hoài. Rồi quốc nội, quốc ngoại, người Bắc, người Nam, người Trung. Nhưng mà chúng ta mà còn mấy cái đó thì cũng khác nào chúng ta tự giết lẫn nhau sao. Thì thôi bỏ qua, đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, thật thà, không hối lộ, tiền đô nó rớt như là mưa vậy đó. Gọi là mưa đô la. Cái người ăn mày ngồi đây cũng một đống sáng lên, đống tiền đô rớt. Là tự vì người sau này mình không cho Trung Cộng, không cho Liên Xô vô du lịch nước mình, phải không? Mấy người đó vô kẹo lắm, không có cho bo gì chứ. Tức là nước mình biển mở du lịch thì những cái người không biết làm gì cũng giàu nữa. Là những Âu Châu này, du lịch nào, Pháp, này, Mỹ, này, Canada qua du lịch, như qua Hawaii hay Bora Bora hay những cái nước Đông Nam Á giống như Bali rồi vậy đó, là New Zealand rồi vậy, có phải là giàu không? Thằng Thái Lan nó đâu bằng mình, nó còn xà rong đó, mà nó có Phú Kết, rồi nó có gì Batanan gì đó, 2 chỗ du lịch thôi mà nước nó giàu, mà nhân trí nó đâu có bằng mình đâu. Mình có Phan Thiết nè, mình có Phú Quốc nè, nghe, mình có những cái bãi biển rất là đẹp ở miền Trung, Nha Trang nè, miền Cát Trắng quê hương rồi nữa, chỗ tuyệt vời. Dù không có rành mấy địa danh phải không, mà người của chúng ta không chi là con gái Việt Nam, chỗ đứa nào mặc mấy như là hoa sen, còn hoa mặc mấy đứa mà như Mã Lai, mấy cái nước mà như chú Hữu đi du lịch ở bên Bora, chỗ nó đen thui à, mặc sờ rong. Con nghĩ tự vì người ta không có chỗ đi du lịch, người ta mới qua bên đó. Còn qua tới Cancun, trời ơi mấy ông Mỹ mặc như là thùng phi. Thì con nghĩ nước mình mà mở du lịch thôi là cũng giàu nữa, thiếu gì. Tại vì á, cái người lãnh đạo dở cho nên dân, mấy anh lãnh đạo cho bản thân ổng chứ đâu lãnh đạo cho dân đâu. Mấy ông nội mình lãnh đạo cho ổng, về nhà vợ ổng lãnh đạo ổng, cho nên cuối cùng chẳng làm được chứ. Tại mấy ông đảng viên ấy sợ dở lắm. Tôi lãnh đạo cho phe nhóm tôi về nhà vợ tôi lãnh đạo tôi. Tôi đưa tiền qua Mỹ cho con tôi nó ăn chơi. Cứ thế vậy. Tôi mua ở trước 4 năm hôm nay tôi lên tôi phải sang dưới sang sau tôi lấy vốn lại trước cái đã. Còn chuyện khác tôi tính sao. Cứ thế mà làm hết 4 năm ông này. Tới ông A, tới ông B, tới ông C. Hãy cứ mỗi ông 4 năm. Mà xây dòng 50 năm là như 20 ông phải không? Trời, xong nước Việt hôm nay còn có tàu lá chuối. Tuột hậu 50 năm. Tuột cũng giống như trên núi mà rớt xuống giống bùng vậy. Chỉ là cái người bị thiệt thòi nhất, tội nghiệp nhất, đó là những cái tuổi bây giờ khoảng 30 cho tới 35 á, lớn lên đâu biết gì bị nhồi sọ. Hôm nay hiểu được á, mấy đứa con nó hiểu được, nó tức. Đúng ra cỡ tuổi tôi ở Mỹ mà tôi học ra trường đại học
là đứa nào cũng có căn nhà đúng không anh? Đứa tệ nhất vừa ra trường pharmacy là cũng có tiệm bán thuốc tây đúng không? Thì Mỹ nó căn bản vậy. Tại sao tôi lớn lên trong một quốc gia tôi là bông sen mà tôi cắm vô nó, à tôi cắm bảy châu, tôi cắm sình non gì, cái này cắm trên đá, trên cát, nó không có mọc được. Thì những cái tuổi đó hoàn đàng quá ức, họ không có cơ hội để mà có một cuộc sống. Đẻ con ra cũng không có sữa thiệt đủ, sữa Việt Nam cũng làm sữa giả, bởi vì họ thấy nó làm sữa giả. Thì là tội nghiệp. Thế nên 10 cái tiếng nói của Thiên Nói Kiệt Official là từ 19 tới 45, cột trụ quốc gia, tương lai của họ. Nhưng mà họ có muốn có cái tương lai, họ cũng không có làm gì được. Họ cũng giống như đám gà, đám vịt bị nhốt trong lòng vậy đó. Con này đạp qua con kia, đến mòn mỏi mệt, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc, rồi chết ở trong chuồng vậy. Con nào chết thì dục ra chôn thôi. Thì cái những cái thế hệ Việt Nam hiện giờ sống là giống vậy. Đang chờ, chờ ngọn gió đổi thay. Kỳ này Vanessa gán ca vẫn đó. Ngọn gió đổi thay. Vanessa ngồi đó kìa. Hãy làm ngọn gió đổi thay. Chú Hữu già rồi, chú cũng chẳng có ra gì thế gian, tại chú Hữu chỉ là lo thôi. Còn phần chú Hữu thì ở quả đi cầu này, ai hiểu được thì có phước, còn không hiểu được thì thôi chờ kiếp sau hiểu đi. Đi dài dòng đi hả hiểu. Chứ còn những cái thành tinh kia, những cái thành tinh trên trời á, họ hiền hòa hơn, họ không có lì lợm cứng đầu. Còn này mình nói trúng thì họ cũng chửi, mà nói sai họ chửi nhiều hơn, kiểu nào cũng bị chửi. Mình biết được thiên cơ, có con trời nói chuyện thiên cơ cho mình biết, thì mình biết được ngày giờ chuyện gì sắp xảy ra. Biết được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ, vận dụng cơ trời để mà biết được cơ đồ, biết được quốc gia mình tương lai sẽ về đâu. Vận dụng cơ đồ tương lai để mình lo cho con cháu của mình, để mà nó có tương lai, có hạnh phúc. Đó là một điều ai mà hiểu được phải cảm ơn Thiên Tướng Kiệt này mới đúng. Tại vì nói thiên cơ mà không có nhận có ai xem nào. Cho miễn phí không à. Cậu những cái information quan trọng lắm á. Con coi phim Điệp Viên 007, phim KGB hay là tổng cục 2 của Việt Nam đại khái đi, tình báo qua Nam gì đi, mà nó mà tìm được một tin tức á của một người nào á, hey 1 triệu đi tao đưa mày cái tin tức này. Nhiều lúc tin tức chỉ có 1 chữ chứ đừng lên chi 3 chữ. Còn bữa giờ á, anh kêu coi bữa giờ chú Hộ lên mạng nói cả mấy tỷ chữ luôn á, mà đứa con này nó tặng cái này không có được đồng nào hết. Mà trong khi mấy cái tình báo CIA này nọ, ôi, đây một cái information 1 triệu đô đúng không? Con coi phim đi. Information rất là quan trọng trong đời sống chúng ta, đó là information của đời thôi. Có này information là chết sống, sống còn của một dân tộc, sống còn của một cái dòng họ, sống còn của một gia đình, sống còn của một đời và sự nghiệp của một người. Vậy mà chẳng ai mời mình uống Starbucks hết để cảm ơn mình. Bởi vì xuống đây làm thiên tử cũng nhiều thiệt thòi lắm, nhưng mà không dám than.
giống như cái information sửa vừa mới cho rất là quan trọng đúng không? Bắt trọng ẹt rồi đó. Bây giờ khách bắt trọng mà đi xuất hiện nữa đi, không có chuyện đó. Ví dụ làm phim giả làm được lần hai lần thôi, giỏi lắm là ông còn một ống trong cái lỗ mũi là cùng. Nghĩa là mấy vị nói là ổng chết, có nghĩa là chết cả cái sự nghiệp. Thì cái đó là mình muốn, nhưng mà mình cũng chưa có muốn ổng chết luôn. Ổng chết luôn mà bắt tô cổng, bắt tô đem chung cộng vô mình còn mệt nữa đúng không? Cho nên nhiều lúc đó, giống như hồi xưa bác Hồ mình á, chết năm 68 mà đến năm 69 người ta mới ô bác Hồ mới chết, mà thật sự ổng chết cả năm rồi đó. Cho nên cái xác cũng là cũng quan trọng lắm, bán được. Xác thối á, gọi là túi da thối, đạo Phật gọi là túi da thối. Cái túi da thối của bác Trọng cũng có giá trị lắm. Thì một cái information đó thôi, đáng giá nhiều ta âm tính rẻ rẻ thôi. Cho tôi có bao lì xì được rồi. Mấy đại gia, mấy đại ca bển nó qua đây, qua đây tặng tôi có bao lì xì. Tôi nói ông nào mà sắp bị bắt trọng đốt lò đó, nói bữa nay có lò lửa tắt rồi, đừng lo, sợ đó, củi đút vô cũng không cháy đâu, chỉ còn rơm thôi. Rồi hỏi gì nữa không? Lạnh quá mình giọt nha. Hỏi gì nữa đi. Hỏi đại diện cho thế giới hỏi đi. Hỏi người ta ở xa, người ta đâu có hỏi tới đây đâu. Theo con, theo sư phụ bao nhiêu lâu nay con được biết về thiên cơ một phần. Chẳng hạn như Trung Cộng sẽ nát thành bao nhiêu nước? Năm nước. Dạ. Mình nói mấy năm trước, cả thằng Lân Phú ở xã Đầu Chọc á, nó còn cười mình á, là gì có anh Kiệt, tụi nó đang mạnh như vậy, mày giờ mày tính rồi. Ok, nhưng mà mình nói mình không có cần phải nhắc chuyện cũ, nói đâu chúng đó. Rồi sao nữa? Chúng cộng rồi, nước Việt Nam mình sẽ mở rộng ra thành rùa, phải không? Dạ, mở rộng ra thành hình rùa. Tại vì á, nước Việt Nam mình bây giờ có 4 triệu đảng viên, mấy trăm tỉnh. Cái người nguyên thủ quốc gia mới, người ta không có ngu như vậy. Cái tiểu bang của Texas, tiểu bang Cali, nó bự nước Việt gấp đôi. Có một cha neo xanh, một thống đốc thôi. Mình lấy một đầu lương, mình lấy 4 triệu rưỡi đầu lương, mình trả một đầu lương. Một thằng thôi, tại nó nhiều quá, nó dễ ngô lộ, phải không? Cần gì là mấy trăm tỉnh. Thì từ đó mình thành lập của mình là liên bang. Liên bang Montpen, tại sao này thuộc lấy miên luôn không? Liên bang Laos, liên bang Miến Điện, liên bang và Quảng Đông, Quảng Tây phải không? Liên bang Hồng Kông rồi đại khái vậy đó. Thì khi mà làm tiểu bang sau này những cái nước đó sẽ lạc hậu lại nước Việt càng mạnh. Mấy vậy nói là từ từ thành hết, nó sẽ thành hình khổng lồ đó. Thưa sư phụ, thì sau đó mình sẽ bước qua cái thượng nguyên. Vậy thì nước thượng nguyên ngoài người Bắc không có hiểu. Tại xưa đức thầy chỉ giảng ở miền Nam thôi, miền Trung với miền Bắc không có hiểu sáu quyển kinh thư. Cho nên bây giờ có đám con cháu vô mình, có ngày nó cứ chửi đức thầy hoài á, mà nó không bao giờ nó hiểu nó đang làm chuyện gì. Cũng giống như nó đang dò đường xuống địa ngục đó, mà nó đâu có biết. Có ngày nó hổng, nó có cái ban gì á, mình bật cái đài lên, nó năm sáu đứa nó ngồi á, ô sấm cơ lục bát đức thầy này nọ. Có ngày cái đem Phật trời ra chửi, rồi tăng bốc Hồ Chí Minh lên. Bữa hôm từng rồi sư phụ có nói cái clip, cái xác phàm này hiện giờ cũng ít, cũng có người thương, cũng có người ghét đúng không? Cũng không có quyền lực ở cái mặt đời gì hết. Nhưng mà cái chân thần, những cái chân mệnh, nó có powerful quyền lực.
tất cả những thần hồn mà xấu đều phải quỳ dưới chân sư phụ để được sư phụ tha cho về trời, hay là mấy ông Diêm Vương bắt đi. Hồ Chí Minh là quỷ, Hồ Quan mà, nó làm tan nát cái nước Việt. Con nghĩ Hồ Chí Minh có quỳ dưới chân sư phụ không? Bữa hổm sư phụ nói là thiệt. Vậy mà có nhiều người nói kiếp mày hổn, mày nói bác Hồ á, quỷ chân. Lời chuyện này nói là thiệt á, tin không tin, tại vì đã từng kêu ổng quỳ rồi. Thôi kể trên mấy mạng chút trước là thuốc, cái thân hồn mới là quan trọng, cái xác phàm không quan trọng. Nên nhớ một điều, giống như bác Diệm mình, bây giờ ổng làm tổng thống rồi, không, nhưng ổng chết rồi, ổng cũng là con ma nghe. Không được về trời cũng không được về Chúa, hiện giờ ổng đang ở nhà thờ Phúc Cam ngoài Huế. Làm sao mà biết chuyện đó, kêu cái hồn tới nói chuyện được. Điều có những cái mà con người chúng ta đó đừng có phạm với thần thánh thì là chúng ta là người khôn rồi. Còn có những người mà vô minh không biết, bởi vì á, thời mạt pháp hạ quan á, quỷ hành quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên mà vậy đó. Chúng ta là thần tiên mà con thấy một đám AK-47 dư lượng viên nó có nể chứ phụ không? Bởi vì sư thầy nói chúng á, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên. Đó là thật. Tại kỳ đó kia ông về ngồi ông kể, ông chửi thằng Đồng, thằng Dũng cũng chửi đủ. Cả ông Trần Đại Quang á, thì sư phụ còn ok với ổng. Tại vì ổng cũng hiểu được tâm linh, cho nên lúc mà nói chuyện á, ổng là một cái thằng lính gác cửa của ông miếu của ông Mai Hắc Đế ở Hà Nội. Sư phụ chưa từng biết chỗ đó. Tại vì giàu cho xa xôi nửa dòng trái đất, nhưng mà thằng hồn gọi là tới. Thì ổng đang ở miếu của ông Mai Hắc Đế. Còn ông nói cái đám con cháu mà nó xây lăng xây gì mà khủng khiếp, ông không bao giờ ngự ở đó. Cũng giống như sáng Hoàng Trang bên Houston, sư phụ con làm bức tượng của ngài A Hồ, tức là ông thân thần ở Thiên Long Giang á, bự như vậy. Cái thụ thỉnh ông về nói chuyện, ông nói trời ơi, nếu mà làm tượng bự quá ngại quá, tại mấy vị cũng khiêm tốn á, là vì bên kia người ta ngăn nắp lắm, làm tượng nhỏ nhỏ được rồi. Ông còn nói vậy, cũng y như thân thần của mình trên núi của Thiên Long Sơn. Hồi xưa là sư phụ nói thôi để Thái Tử xây cho ngài một cái miếu bự chứ. Nó luôn no, no, đừng làm vậy. Tại vì mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, rồi lâu lâu cha còn xuống mà thấy cái miếu bự quá, ơi mẹ hố lộ hả? Cũng giống như bây giờ bắt chậm mà đi xuống kiếm mấy thứ trưởng, mấy ngộ trưởng mà làm gì có nhà bự như vậy. Được. Nên mấy vị rất là sợ tượng bự hay là miếu bự nghe. Ổng kêu sư phụ làm như vậy thôi. Sư phụ năn nỉ xây bự hoài, hỏi ông Thành bữa nào con kêu ông Thành tới. Những cái năm đầu phụ nhức đầu lắm, tại làm lần á mình biết ổng ở đó, nhiều lúc trời mưa mình vô mình ngồi với ổng chơi phải không? Ổng không chịu, ổng nói nhỏ nhỏ thôi. Tại vì sợ bị khiển trách á. Bên kia người ta trật tự, chỉ có thế gian của mình là không có trật tự. Là vì chúng ta là đám dịch mà. Dịch nó biết vậy. Con thử mà để lúa thì nó mổ lúa, mà hết lúa mổ con lủng tai luôn. Thì Việt Nam vậy á. Sáng nói chuyện nhưng mà hồn nói chuyện vui lắm. Nó làm nhỏ nhỏ được thôi, đừng làm bự. Thiệt á. Chuyện gì á là coi Long với mấy người bên bển sinh hoạt sao. Hồ thỉnh Ma Hồ về, rồi ngồi ổng kể bển, đứa nào làm chuyện gì ổng kể. Nhưng mà thường thường á, ổng hay chơi với ông thân thần của mình ở đây. Tại hai ông bây giờ là bạn rồi phải không? Thì đó là lý do tại sao cô hay ngồi chỗ cái ghế mà. Đó là mấy vị cũng về đó ngồi quy tụ đó. À, xe tăng đó, xe tăng thời đại, chỗ nó kêu lớn vậy. Vậy thưa sư phụ, lúc bấy giờ sư phụ là vua của nước Việt rồi, thì cái nước Việt của mình có bị
áp đảo bởi cái nhóm 11 đại gia của thế giới này không? Nhìn nó hơi đụng chạm quá ở những khác. Hồi xưa làm vua hay không á, hiện giờ đã là vua. Tại tối sư phụ lên giường ngủ, cái hồn thụ về núi Cấm, ở dưới lòng đất sư phụ có một cung vàng điện ngọc, là đã là vua rồi, trong cõi vô vi rồi. Còn cõi thực tế là mình phải tập để coi chúng sanh có phước hay không. Còn sư phụ làm được gì cho nước Việt và cho cái thế giới này không? Coi cái nước Việt có đủ phước hay không. Còn đối với sư phụ, nó chỉ là một trái đất này, một nước Việt là một hạt cát, trái đất là một cục đá trong một cái sân đá. Cái gì nói vậy? Cái chân mệnh của sư phụ là rất là lớn ở trong cái vũ trụ. Nhưng mà vì, chỉ vì nước Việt có một cái đạo của cha ban xuống để mà sau này thống nhất tất cả các đạo, để mà cho những cái thần hồn trong tương lai và mấy nghìn năm sau xuống đây dùng cái đạo thiên tâm để tu tập, để thăng tiến về trời, để làm những vị Bồ Tát tốt, những vị tiên tốt, những vị thần tốt, là nhờ cái đạo thiên tâm. Bây giờ nước Việt ngày mai á, có một cơn gió thổi bay, mà không có cái đạo đưa Bác Thọ, đưa mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này về để tam đi, nó còn tan nát hơn là cái mấy thằng đảng viên này. Con có tin không? Để nó thù nhau hô lộ tiếp, đúng không? Cho nên cái đạo nó quan trọng hơn cái thể chế của cái thời đại này. Mà tự nhiên nước Việt có đầy đủ phước báo là có cái hộ cái xanh và có tiếng nói từ thiên đình chiếu cố. Tại sao nước Mỹ không có những cái câu chuyện này? Chỉ có những cái người có điển điển sơ sơ rồi nói chuyện này nọ thôi. Tại sao cha chỉ cho một người trong 8 tỷ người đầu thai, mà sư phụ không đầu thai làm Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ đi, mà đầu thai ngay nước Việt? Tại sao Đức Thầy phải đi truyền giảng đạo Ngũ Đại Truyền Thừa 300-400 năm? Tại sao ông chẳng trình 500 về trước? Ổng không ở bên Tàu đi, ổng ngồi vô nước Việt. Ổng là Khương Tử Nha. Là tự vì mấy vị đã tính cơ trời đi hàng nghìn năm, cho nên trước khi mà dồn vào nước Việt để mà lãnh một cái nhiệm vụ trọng trách của cái thời tận thế này á, thì những cái vàng giá nó phải đi trước. Tại sao đạo Cao Đài không ra ở bên Miên, bên Thái, khi mấy nó đừng gõ cỏ cọc, hay là bên Mỹ đi? Tại sao đạo Hòa Hảo không ra những cái quốc gia khác mà lại ra ngay miền Tây? Con có hiểu không? Thì cũng là để mà dọn đường cho thiên tâm hôm nay đi. Xuồng, gió giọt, tâm bản, ghe xịp, ghe chài á, đưa người vượt biên. Nhưng mà cũng phải có những cái đạo, những cái chuyện quyền bí, thiên cơ đi trước, để cho hôm nay có đại đạo cuối cùng đi sang. Thì cũng y như là Đệ Thất Hạm Đội, khi đi trước thì có những hộ tống đi trước, rồi trục thăng, rồi máy bay, rồi nó bay vòng vòng vậy đó. Tại sao bây giờ con thấy nước Việt á, chỗ nào cũng nhập đồng, rồi điển, rồi tùm lum, nó không có lọn cào cào như nước khác đi? Là vì chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ á. Chỗ nào có thiên tử thì cũng có 100 thằng thiên tử giả. Con thấy biết bao nhiêu người giả thiên tử không? Mà nó có làm gì được cho nước Việt không? Nó có biết nói cái gì đâu. Mấy người nói sau này học máu chết hết. Hả? Mấy cái giả nó không có hành trì cái pháp môn Đà La Ni giống như sư phụ dạy con hành ở đây. Giả thì bên tà đó cũng là, họ cũng là thuộc dạng gọi là thiên lý thần, tà thần đó. Họ cũng vào những cái xác này xác kia để lập đạo này lập nọ. Rồi cái những cái người đó vô minh, họ bị cuốn theo cái đó.